Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm khẩu súng nước siêu to siêu khủng đồ. Một xạ thủ rất chuyên nghiệp. Xạ thủ đã dùng súng nước để rửa xe. Cực đỉnh luôn nè. Rất chuyên nghiệp. Chào mọi người. Để làm cái khẩu súng nước siêu to siêu khổng lồ, chúng ta cần chuẩn bị những thứ sau. Đây này, ống nhựa 110, đầu thu, nắp bịt, đây không mỏng, đây cái, đây tê nhỏ nhé, đầu thu nhỏ, cái đầu này có ren. Đầu này là ren để làm chỗ đổ nước. Đấy, để mình để lên trên ấy, để lên trên để làm chỗ đổ nước vào. Ống nhựa. Đấy. Cái bếp của cái bình xịt từ cây ấy, là cái bếp mà. Bếp mình xịt từ cây này. Đây còn một cái quan trọng không thể thiếu, đó là cái đây này, máy bơm cao áp. Đây là cái máy bơm cao áp để mình bơm nước ra. Đấy, cái máy bơm cao áp, pin. We'll be right back.
Như vậy là mình làm xong cái khung của chiếc súng này. Đây cái khung đấy. Mình chưa gắn keo, bây giờ mình phải tháo ra để mình lắp. Lắp thêm một số chi tiết này. Mình phải lắp xong tất cả những cái này này thì bắt đầu là mình mới gắn keo nhá, bởi vì gắn keo tôi rất là khó làm. Mọi người phải chú ý. Đây, tháo ra để lắp vào bơm nước này. Mình sẽ dùng mũi khoan này, 4 heli nhé, khoan. Này chưa làm bao giờ, làm hơi khó. Được rồi các bạn ạ, bắt đầu mình biết khoan rồi đấy. Lần đầu làm chuyện ấy nó hơi khó tí nhưng mà vẫn làm rồi nó sẽ quen. Được phép chứ nhỉ. Xong rồi. Đấy. Để vào đây làm cái lỗ tiếp nước đấy. Phải keo gắn vào đây này. Đấy. Để mình làm cái lỗ đổ nước vào. Làm những này thì phải gắn keo cẩn thận. Lúc sau nó bị giò nước ra là rất khó xử lý. Ta lấy keo dán ống nhựa này để gắn nhé. Mà các bạn lưu ý cho mình nhá, trước khi mình gắn keo mình phải vệ sinh sạch bề mặt để chiếc keo nó bám tốt, không sau nó bị thấm nước mệt lắm.
chặt, kéo thừa bôi hết ở đây cho nó kín tuyệt đối. Xong nghịch xuống nước này lại ướt hết người. Rồi, xong một phần nhé, xong một phần tiếp nước rồi. Bây giờ làm thế nào? Lấy một cái van xe bị hỏng, van xe máy khoan một cái lỗ nhất ở đây. Đây, nhét vào được này rồi nhá. Mình cắt một cái miếng cao su đệm vào cho nước đỡ chảy ra ấy. Đệm một cao su ở đây. Lấy ốc lòng đen nó đệm vào vặn. Là ép chặt nước không ra là được rồi. Mặt này thì làm phẳng để lắp vào đây. Xong kiểu nó là như thế này. Các bạn cắt cho mình một miếng cao su như thế này. Đi đây. Đấy. Là cái con voi nhé. Hay cái doang sau chúng ta úp cái này lên nó sẽ được chặt mà chống thấm nước luôn. Cái này chúng ta phải làm kín tuyệt đối nha, vì cái áp lực ở cái đầu ra nó rất là cao, nếu chúng ta làm không chắc nó sẽ bị hở nước ở đây. Rồi, lấy keo vệ sinh sạch.
Đây lấy thêm hai sợi sắt gia cố. Gia cố mới chặt. Không bị hở, không bị hở nước không ra được. Rồi. Làm đến phần này nhá. Giang cao su chặt, cái nước nó khỏi dài. Bây giờ chúng ta tháo hết ra để gắn keo nhé. Tháo hết ra để gắn keo.
các bạn lưu ý cho mình nhé. Lỗ tiếp nước mình phải để hướng lên trên này. Đấy, để lỗ tiếp nước hướng lên trên ấy. Đừng để quay xuống dưới. Quay lên trên nhá. Này, chỗ này các bạn để một cái kẽ hở, lát nữa chúng ta phải gắn máy bơm vào để kẽ hở, gắn máy bơm vào đây để một cái kẽ hở nhé. Vậy là thăng cái phần khung của súng rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ gái chiếc máy bơm lên đây, định vị lên đây. Cái lưỡi cưa sắt này mình không sử dụng nữa, mình cho vào đây, mình định vị luôn. Cái động cơ cho vào đây luôn. Đây này rất là vừa các bạn ạ, là luôn cái lưỡi cưa sắt vừa luôn đấy. Giờ lấy hai đoạn ống này. Nối ở đây đầu đồ hút lên đấy, nối vào tay. Cái đầu ra ấy. Đầu ra lên bên này mình đã chế xong bộ phận để pin. Đây là bộ phận để pin mình đặt lên trên này, giả là màu ngắm luôn. Bây giờ mình nối dây ấy, nối dây vào đây rồi. Bây giờ là mình phải nối đầu ra đầu công tắc điều khiển.
cái bộ phận để pin ấy, mình để ở trên giả là màu ngắm, nhìn như nó ngầu tí nhỉ. Đây đâu này, công tắc này xuống đây. Làm những cái gắn keo vào. Vậy là chắc là cũng xong rồi đấy. Máy bơm sẽ chạy bơm nước ra. Nạp pin vào để đi test thử nha. Đấy, mình mới chế được cái này cũng hay này. Cài vào giữ pin rất là chắc luôn. Đấy. Như một cái khóa. Xin chào anh em. Này nhà chủ nhà mình chưa lo gì cùng rồi. Chúc bạn luôn các bạn ạ. Dùng cửa xe luôn này. Khoảng cách cầm súng của đại ca rất là dân chơi. Theo anh thì khẩu súng này bắn có mạnh không anh? Có. Mạnh đến mức nào? Mạnh, nặng mạnh. Siêu to, siêu khổng lồ đúng không? Vâng. Nhưng mà nghe có phù hợp với sức khỏe của các anh không? Không. Nhưng mà để chơi cái này chắc phải ăn cơm no mới chơi được nhỉ? Đúng không? Vâng. Nhưng mà chơi cảm giác chơi nào có thích không? Thích. Xịt cũng căng. Xịt cũng căng đúng không? Rửa được cả xe nhỉ? Vâng.